tim viêm gan rụt mỏ này, bầu lai nhá, giá đang hạ nhiệt, bà con vào làm thì khi alo. Bầu lai to, nuôi từ 2,5 cân đến 2,6 cân. Tiêm gan thịt mỏ đầy đủ nhé. Giữ tình đôi lứa ta cuộc đời lên. Giá đang rất là ổn, gần hết bị áp. Giá cả đang rất ổn nha. Con vào làm thì cứ alo. Tiêm gan rụt mỏ nha. Tiêm hàng Việt Nam nha, tiêm hàng tàu nha. Gà gan ngỗng đầy đủ, mình ăn bột biển bơ bột biển